lịch thi đấu bóng đá ngày hôm nay, U20 Việt Nam đá vòng loại World Cup, Huỳnh Như được vinh danh. Trong thời gian tập huấn tại Hà Nội và trải qua một số trận giao hữu, đội tuyển U20 Việt Nam đã di chuyển sang UAE tập huấn, chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á. Giải đấu đồng thời ở vòng loại World Cup 2023. Trước giờ lên đường, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã gặp và truyền cảm hứng cho toàn đội. Theo đó, 25 cầu thủ đầu tiên hoàn thành giai đoạn tập huấn trong nước có tên trong danh sách lên đường sang UAE cùng với ban huấn luyện bao gồm 10 người. Trong số 25 cầu thủ này, Khuất Văn Khang sẽ hội quân ngay sau khi kết thúc trận đấu giữa Công an Hà Nội và Viettel. 5 cầu thủ còn lại là Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến, Trần Hải Nam, Nguyễn Phi Hoàng và Bùi Vĩ Hào sẽ di chuyển sang UAE vào ngày 19 tháng 2. Trước đó, trong thời gian tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ, U20 Việt Nam đã có 2 trận giao hữu với câu lạc bộ Công an Hà Nội B và Hòa Bình FC. 2 trận này đều có kết quả hòa lần lượt là 0-0 và 3-3. Sau 2 trận đấu, U20 Việt Nam đã lên đường sang UAE vào đêm ngày 14 tháng 2 vừa qua. Chiều ngày 15 tháng 2, U20 Việt Nam đã có mặt tại Saudi Arabia sau một hành trình bay hơn nửa ngày. Chuyến bay chở U20 Việt Nam cất cánh từ 1 giờ 30 rạng sáng ngày 15 tháng 2, quá cảnh ở Dubai và có mặt ở Saudi Arabia. Trong sáng cùng ngày, toàn đội đã ổn định chỗ ăn chỗ ở để có thể hoàn thành và sẵn sàng cho đợt tập huấn sắp tới. U20 Việt Nam sẽ có khoảng 2 ngày để chuẩn bị cho trận giao hữu với U20 Saudi Arabia. Sau trận này, thay cho vị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ lên đường quay trở lại UAE để thi đấu với câu lạc bộ Dubai City. Tới ngày 26 tháng 2, U20 Việt Nam sẽ di chuyển sang Uzbekistan để chính thức bắt đầu vòng chung kết U20 châu Á. Ở U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với U20 Australia, Qatar và Iran. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng đã ít nhất 4 trận trước khi nghĩ về việc tái lập thành tích lịch sử 2016 là vào bán kết châu Á, qua đó giành vé đi U20 World Cup. Hiện tại, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa thật sự hài lòng sau 2 lần tập huấn, nhưng cũng tỏ ra lạc quan trước khi sang UAE để chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á 2023. Sau Tết, chúng tôi đã tập trung rèn thể lực cho các cầu thủ. 2 tuần vừa rồi, chúng tôi có trận giao hữu với 2 đội hình của câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hòa Bình FC. Điều này khiến cho chúng tôi quan tâm nhất, đó chính là thể lực của các cầu thủ cải thiện như thế nào. Một số cầu thủ tập trung muộn, không cùng thời điểm với toàn đội. Chẳng hạn tuần trước, 2 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai mới đến ngày hôm qua là Thanh Nhàn và Đức Phú mới tập trung lên. Thuyền trưởng của U20 Việt Nam nói thêm, sự chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á là đầy đủ hết. Dù chưa hài lòng thì tôi cũng yên tâm vì 2 tuần vừa qua, giáo án cho các cầu thủ rất nặng và thật sự chuẩn bị tốt. Nhiệm vụ trọng tâm của tôi là thể lực. Toàn đội cũng đã luôn có những phương án dự phòng. Ví dụ trong trường hợp các cầu thủ thi đấu, V-League không thể tập trung cùng với đội hoặc là có thể trạng không tốt, ban huấn luyện cũng sẽ có những tính toán lực lượng. Trả lời về câu hỏi mục tiêu ở vòng chung kết sắp tới, ông cho biết, không chỉ là riêng đội trẻ ở cấp độ châu lục, đối tượng nào cũng mạnh. Nếu chúng ta không có sự chuẩn bị và tự tin sẽ khó có thể chơi được với những đối thủ mạnh. U20 là đội trẻ nên mục tiêu chính vẫn là có thêm nhiều các cầu thủ thử quân cho đội tuyển quốc gia. Vì huấn luyện viên trưởng thì không đặt nặng thành tích cho các học trò trẻ, tuy nhiên nhiều cầu thủ trong đội tuyển lại đặt tâm lý rất cao. Tôi mong đội sẽ cùng cố gắng hết sức mình để tham dự vé U20 World Cup, thủ môn Cao Văn Bình đã chia sẻ. Trong khi đó, Nguyễn Văn Trường đã nói, đối thủ nào tại giải U20 châu Á sắp tới cũng rất mạnh, nhưng tôi tin nếu đá hết mình, đội kiểu gì cũng giành kết quả tốt. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng dẫn dắt lứa Quang Hải Văn Hậu và đứng thứ tư tại U19 châu Á 2016, qua đó thăm vé giành dự FIFA U20 World Cup 2017. Đó là lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam dần 11 người tham dự một trận chơi thế giới. Sau thời ông Tuấn, thì U19 Việt Nam mời vị huấn luyện viên nổi tiếng Chu Siêu dẫn dắt và giành vé tham dự vòng chung kết U19 châu Á 2020, nhưng giải đã bị hủy vì dịch bệnh. Huấn luyện viên người Pháp rời đi và nhượng lại vị trí cho vị huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Đến cuối 2022, theo lịch thi đấu, U20 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Australia vào lúc 17 giờ ngày 1 tháng 3, U20 Qatar vào lúc 21 giờ ngày 4 tháng 3 và U20 Iran vào lúc 17 giờ ngày 7 tháng 3. Dù gặp các đội bóng mạnh hơn, toàn diện hơn, nhưng niềm tin về những thành tích và màn trình diễn tốt của U20 Việt Nam không phải là không có. Trao đổi với toàn đội trong cuộc gặp gỡ đầu tháng 1 2023, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn tin tưởng đội tuyển được dẫn dắt bởi người đã khẳng định được thương hiệu và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tôi rất kỳ vọng vị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đưa U20 Việt Nam giành được những thành tích tốt nhất trong giai đoạn tới.
U20 Việt Nam từng tham dự U20 World Cup và sau đó là lứa cầu thủ Quang Hải đã có nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Đội tuyển Việt Nam hiện tại đang có nhiều cầu thủ trưởng thành khoác áo U19 Việt Nam trong giai đoạn 2016-2017. Vì vậy, tôi rất kỳ vọng vào lứa U20 này sẽ tiếp nối sự thành công của những cầu thủ trước đó. Trong khi đó, cô gái vàng của bóng đá Việt Nam Huỳnh Như cũng đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Huỳnh Như chắc chắn là một tượng đài của bóng đá nữ Việt Nam với vô số kỳ tích đạt được. Nhưng chưa hết, cái tên Huỳnh Như đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam với tư cách người được tôn vinh nhiều nhất. Huỳnh Như hiện tại đang có 4 quả bóng vàng Việt Nam và cùng với người đàn chị và người thầy Đoàn Kim Chi là hai cái tên được xướng lên nhiều nhất cho giải thưởng này. Tên đạo quê Trà Vinh, dẫu vẫn vậy, chưa muốn dừng lại vì đam mê bất tận với Huỳnh Như chắc chắn là điều kiện bóng đá Việt Nam đang được hưởng. Không chỉ là sưu tầm đủ danh hiệu, giờ đây Huỳnh Như đang chứng tỏ bản thân mình trong giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Huỳnh Như tưởng chừng chỉ là một kẻ học viên khi quyết định sang Bồ Đào Nha, thì giờ đây đã là một nhân tố quan trọng nhất trong đội hình của Lanh. Những bàn thắng kiến tạo của Huỳnh Như liên tiếp đã xuất hiện đều đặn hơn và Lanh FC thật sự sở hữu một món hời đến từ Việt Nam. Đội trưởng nữ của đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng cho các cầu thủ trẻ. Bài học về tấm gương Huỳnh Như nhỏ bé mê bóng đá năm 10 tuổi và thường ra sân thi đấu vỉa hè với những bạn khác giới gần nhà. Nếu so sánh với những ngôi sao hàng đầu thế giới như Messi thì Huỳnh Như, con đường của cô không bằng phẳng. Và vào độ tuổi xế chiều sau sự nghiệp, sau chuỗi ngày non nê danh hiệu thì Huỳnh Như lại mở đường cho bóng đá Việt Nam tiến ra đấu trường lớn. Đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam không những chỉ đặt mục tiêu là những chiến binh sao vàng vươn sao vòng cấp mà đã thật sự là thành hiện thực. Cô gái nhỏ bé quê Trà Vinh với mong muốn đội tuyển là phải chơi được trong đấu trường lớn nhất hành tinh. Để chuẩn bị điều đó thì cô đã sang Bồ Đào Nha và sẽ còn rộng rãi hơn khi mà nói về giá trị của Huỳnh Như. Huỳnh Như sẽ làm được và trong tương lai, bóng đá Việt Nam hứa hẹn sẽ không thiếu những nhân tố để xuất khẩu sang những nền bóng đá phát triển hơn. Huỳnh Như trong vai trò là người mở đường đã khẳng định cô làm được, lớp đàn em không có gì để thôi ước mơ, một ngày có thể chinh phục được nó. Năm 2022 khép lại với một thành tựu mỹ mãn của Huỳnh Như, từ việc đưa đội tuyển Việt Nam tới World Cup, bảo vệ thành công khi dự vào SEA Games và giúp câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đạt cúp quốc gia, sau đó sang Lanh FC. Đó là những chi tiết đủ để tôn vinh cái tên Huỳnh Như thêm một lần nữa trên bục cao nhất của giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam.